cách duy nhất để người ta thay đổi là người ta phải trả giá. Thành ra con tin của quý vị muốn thay đổi cũng vậy thôi. Cho nó hưởng cái hậu quả của việc nó làm. Cho nó hưởng cái hương vị của đau khổ. Bây giờ làm sao cho con quý vị nó chịu học tiếng Anh? Phải làm cho nó cảm giác đau khổ khi không biết tiếng Anh. Bằng cách nào? Đúng rồi, cho nó đi qua Singapore một chuyến thôi. Về suy nghĩ khác liền. Đương nhiên không phải là 100%, nhưng đa số trường hợp sẽ suy nghĩ khác. Cho nên nó phải cảm nhận được đau khổ của không biết tiếng Anh. Mà quý vị dẫn nó đi không, quý vị nó không đau khổ đâu. Quý vị phải có nghệ thuật. Ai muốn nghe nghệ thuật xin giơ tay. Vô chương trình cha mẹ đồng hành. Đùa thôi. Seeding. Thật ra là vậy. Quý vị không làm thì nó cũng có cảm giác đau khổ, nhưng không có nhiều. Mình phải làm cho nó khủng khiếp lên mới được. Tức là mình qua bên đó, mình biết tiếng Anh, ví dụ mình biết tiếng Anh, thì mình cứ nói vậy. Tới phần của nó, nói con tự nói đi, mẹ không nói. Phần ai nấy nói, phải không? Còn nếu mình không biết tiếng Anh thì mình cứ nói con đi nhờ cái chú đó nói giùm mẹ, chứ mình không có tự đi nhờ. Con đi hỏi giùm mẹ đi. Sao mẹ không hỏi? Thì mẹ cũng đâu biết tiếng Anh, con không biết. Mình không ai biết hết. Sao mẹ không tự đi? Thì tại vì con trẻ hơn mẹ, dù sao con cũng quen thuộc với người, với lại con lên mạng nhiều, con quen thuộc hơn mẹ. Hay là ông mẹ mệt quá, mẹ đi nhiều mẹ mệt quá, mẹ mỏi chân với mẹ già rồi hay gì đó. Tức là mình cứ đẩy cho nó phải giao tiếp với người ta. Và lâu lâu cái mình thấy, cái mình gặp, ví dụ trong quá trình mình đi, mình sẽ quan sát có một số người từ Việt Nam qua, hay một số tuổi teen nó cũng từ Việt Nam qua mà nó đang nói tiếng Anh, cái mình ngồi đó mình suýt xoa. Trời ơi, phải chi mình biết tiếng Anh như thằng đó em. Trời, con thấy ông nó nói gì sướng ghê không? Trời ơi, hai mẹ con mình không biết gì chân, khổ ghê con ha. Thế xong cái gặp thằng khác nó, trời ơi, nó nói hay ghê con ơi, trời ơi, nghe nó nói sướng cái lỗ tai ghê luôn. Mình không chê gì con mình hết, mình chỉ khen người khác thôi. Còn khi mà quý vị nói con thấy ông người ta giỏi mà con dở, cái là đâm ra làm sao? Phản tác dụng. Quý vị hiểu không? Khi mà so sánh nó phản tác dụng, con đang mình không có đụng tới nó. Mình chỉ ngồi mình nói, trời ơi, coi nó hói kìa, trời nghe sướng ghê chưa. Trời, phải chi mình nói được như nó. Nếu mà mẹ còn nhỏ như nó, thế nào mẹ cũng phải về Việt Nam mẹ đi học. Hồi kỳ này kệ, mẹ lớn mẹ cũng học luôn coi. Hay thôi hai đứa mình đi học, hay mình đi học chung, ví dụ vậy. Tức là quý vị phải thêm mắm dặm muối để cho cái trải nghiệm đó nó cực hạn lên, quý vị hiểu không?